Tôi là cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Hữu Thắng, khóa 8 B cộng C 72, chuẩn bị sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức, chịu trách nhiệm phần nghi lễ lễ khai mạc hôm nay và rước hai lá đại kỳ trong phần khai mạc diễn hành Tết Canh Tí. Trước tiên, toán rước hai lá đại kỳ, chuẩn bị, đằng trước, bước. Chưa bắt đầu đi tới. Đúng chỗ rồi. Đúng chỗ rồi. Đúng xong rồi chọc rồi. Đây cái chị lấy cái tay đưa gì nè. Ồ sao người đẹp. Xin lỗi nha người đẹp. Mình thấy tay của đây tụi chị. Ông mới kia. Ông mới xong đi bộ qua. Cộng hòa chấm dứt, đem tay xuống. Sau đây là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu, chào tay, chào. Or the rampart we watch.
Hoa Kỳ chấm dứt đem tay xuống. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công ơn của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Phút mặc niệm dành cho các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì lý tưởng bảo vệ miền Nam Việt Nam, bảo vệ quyền tự do và quyền sống của người dân Việt Nam. Phút mặc niệm dành cho các binh sĩ Hoa Kỳ và đồng minh đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tiền đồn của thế giới tự do và bảo vệ giá trị của nền dân chủ. Phút mặc niệm dành cho những đồng bào đã bỏ mình trên biển cả mênh mông, trong rừng sâu núi thẳm, trong cuộc đào thoát vĩ đại vì hai chữ tự do. Phút mặc niệm chấm dứt. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Chủ nhiệm Báo Việt Mỹ cùng đồng trưởng ban tổ chức với luật sư Nguyễn Quốc Lân và các thành viên trong ban tổ chức xin trân trọng đón chào quý vị gần xa đã có mặt đông đảo về tham dự trong ngày diễn hành Leader Sài Gòn Westminster Tết Parade 2020. Kính thưa quý vị, kính thưa quý bậc tưởng thượng, quý vị lãnh đạo tinh thần, quý truyền thông báo chí, quý hội đoàn, cộng đồng, quý thân hào nhân sĩ, quý vị dân biểu, quý vị bảo trợ chương trình, đồng hương và các bạn trẻ khắp nơi thân mến. Thật là một niềm hãnh diện cho ban tổ chức chúng tôi khi được tất cả quý vị khắp nơi về đây để tham dự chương trình diễn hành Tết năm Canh Tý 2020 trên đại lộ Trần Hưng Đạo, Bôn Sa, thành phố Westminster với chủ đề Xuân Tri Ân. Trước hết, chúng tôi chân thành cảm ơn thành phố Westminster đã giúp đỡ cho chúng tôi và ban tổ chức về mặt pháp lý và giấy phép điều hành cho diễn hành Leader Sài Gòn Westminster Parade 2020. Cảm ơn đến tất cả các ân nhân bảo trợ. Cảm ơn đến tất cả quý cơ quan truyền thông, báo chí đã cập nhật và phổ biến những tin tức quan trọng. Cảm ơn đến tất cả các đơn vị, quý hội đoàn, các bộ phận điều hành của thành phố trong quận Cam. Cảm ơn đến tất cả quý vị trong dòng chánh từ tiểu bang, quận hạt và đặc biệt nhất là các vị lãnh đạo các cấp ban ngành của thành phố Westminster là chủ nhà. Đặc biệt hơn hết là nhờ sự giúp đỡ của ba vị dân cử trong thành phố Westminster là thị trưởng Tạ Đức Trí, phó thị trưởng Kimberly Ho và nghị viên Charlie người Mạnh Chí. Chúng tôi, đây Việt Võ, Nguyễn Quốc Lân cùng ban tổ chức, nghị viên Charlie người Mạnh Chí, Alan Ford, anh Hòa, Nguyễn, anh Thuần, anh Anthony, chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị và nhìn nhận quý vị như là một ân nhân của ban tổ chức chúng tôi. Trước thềm năm mới, chúng tôi, đây Việt Võ và Nguyễn Quốc Lân thay mặt ban tổ chức kính chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Cầu nguyện cho một dân tộc Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền. Người dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc. Cầu nguyện cho nước Mỹ quê hương thứ hai của người Việt tị nạn Cộng sản được phồn vinh và thịnh vượng. Người dân được bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân, đồng trưởng ban tổ chức của cuộc diễn hành Tết ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin cảm ơn quý vị ân nhân đã bảo trợ chúng tôi qua nhiều hình thức. Các thiện nguyện viên đã bỏ nhiều thời giờ và nhiệt tâm để thực hiện kế hoạch diễn hành này. Và đặc biệt là toàn thể quý vị đã đến đây để tham dự cuộc diễn hành hay theo dõi sự kiện lịch sử này qua các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới. Cuộc diễn hành ngày hôm nay sẽ đánh dấu một bước ngoặt lịch sử vì sự lớn mạnh của cộng đồng về chính trị, về kinh tế, về tinh thần đoàn kết trong cộng đồng
để đối phó với nhiều hiểm họa nghiêm trọng đã đe dọa hàng chục triệu người dân trong nước cũng như sự vẹn toàn lãnh thổ của quê hương và đất nước Việt Nam. Đón chào xuân Canh Tý, tôi xin kính chúc quý đồng hương một năm mới an khang, thịnh vượng và gặt hái được nhiều thành quả quan trọng cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Xin kính chào quý vị. Dear ladies and gentlemen, on behalf of the organizing committee, I want to thank all the donors, sponsors, or benefactors who have helped us in so many ways to plan for this parade. I want to thank all the volunteers who have spent countless hours and untold dedication in planning for this event. Especially, I want to thank all of you who are here today or who are watching this event from around the world. Today's parade will mark the new milestone in the showing of our strength in political influence, in economic power, and the power of unity in our community. This year is important to help us dealing with the dangers facing tens of millions of fellow Vietnamese in Vietnam, as well as the territory integrity of our homeland. In welcoming the year of the rat, I wish you a new year filled with peace, prosperity, and successes in the lives of yours, your family, and your community. Thank you. Và sau đây chúng tôi xin được giới thiệu các quý vị dân cử cũng đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, cũng như là có một số quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Trước hết là chúng tôi không theo thứ tự, nhưng mà chúng tôi xin được nhìn thấy đâu thì chúng tôi xin được giới thiệu ở đó. Đó là giám sát viên và phu nhân Andrew Đỗ. Xin mời chị cô Sherry. We welcome our supervisor Andrew Đỗ and Judge Sherry Pham. We also want to welcome Supervisor Michelle Steele. And also in the audience today, also we have our district attorney Todd Spitzer. Là biện lý của quận Cam, on Todd Spitzer. We also have our sheriffs, Mr. Don Barnes, là cảnh sát trưởng của quận Cam, ông Don Barnes. We want to welcome Mr. Hugh Nguyen, a county recorder. Ông Hiếu Nguyễn là chánh luật sự của quận Cam. We also have the Congressman Alan Lewenthal, the Congressman Holly Rudolph. Là chúng ta có dân biểu Alan Lewenthal và dân biểu Holly Rudolph trong hội trường của chúng ta. Đương nhiên, chúng tôi rất hân hạnh có thị trưởng Tạ Đức Chí và phu nhân. Một tràng pháo tay thật lớn, quý vị ơi. We have and his spouse, wife. We have Vice Mayor Kimberly Ho. We have Phó thị trưởng Kimberly Ho. We have our Councilman Charlie Nguyen, of course, my man here. Nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí. We have Councilman Tài Đỗ, nghị viên Tài Đỗ, nghị viên của thành phố Westminster. We have Councilman Sergio Contreras, nghị viên Sergio Contreras từ thành phố Westminster. We have Councilman Michael Võ from Fan Valley City, nghị viên Michael Võ. We also have Councilwoman Thu Hà Nguyễn, nghị viên Thu Hà Nguyễn. And đương nhiên chúng tôi, we have our religious leaders. Chúng ta có quý vị lãnh đạo tinh thần, có giáo sư Nguyễn Thanh Dầu thuộc Phật giáo Hòa Hảo. Chúng tôi có chánh trị sự Hà Vũ Băng thuộc Cao Đài. Yes, we are informed we have Senator Tom Umbers is also here with us today. Chúng tôi có thượng nghị sĩ Tom Umbers. Dạ vâng, đó là những vị
mà chúng tôi được gọi là VIP là đã đến cùng với chúng ta trong cái buổi diễn hành Tết ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng nhận thấy có sự hiện diện của ông Tyler Diệp. Ông Tyler Diệp là dân biểu tiểu bang Assemblyman Tyler Diệp. Yeah, we just spot our own Assemblyman, Mr. Tyler Diệp, who's also present with us. And I also see that Andrew Nguyen from the director of Midway City Sanitary District. Andrew Nguyen, giám đốc của Sở Môi trường và Vệ sinh, là một thiện nguyện viên trong ban tổ chức. Và tới đây chúng tôi xin được nhường lại máy cho ban MC. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, trong một phút nữa đây có hai vị dân cử đặc biệt. Vị thứ nhất là thị trưởng Tạ Đức Chí, một người đã giữ thành phố Westminster an lành, sống an bình và đầy đủ tất cả các tiện nghi, đặc biệt là giải quyết vấn đề môi sinh. Vị thứ hai là giám sát viên Andrew Đỗ, một người đã đem lại mùa xuân cho những người bị bệnh tâm thần và những người vô gia cư. Xin mời thị trưởng Tạ Đức Chí và giám sát viên Andrew Đỗ. Kính thưa tất cả quý đồng hương, thay mặt cho Hội đồng thành phố Westminster, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị đến với Tết diễn hành 2020 trên đại lộ Bô Sa, đại lộ Trần Hưng Đạo. Và chúng tôi cũng xin vô cùng hãnh diện để thấy được sự lớn mạnh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại thành phố Westminster cũng như tại hải ngoại. Và với chủ đề là Xuân Tri Ân, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hy sinh của thế hệ đi trước, sự đóng góp của rất nhiều những cá nhân, nhân sĩ, tổ chức, hội đoàn để chúng ta phát triển, hình thành và gìn giữ rất nhiều những biểu tượng thiêng liêng cho thành phố Westminster cũng như là cho tập thể người Việt tị nạn của chúng ta trong 45 năm qua. Và trước thềm năm mới, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. On behalf of the City of Westminster, I'd like to welcome you all to our annual Tết Parade. I also want to thank many individuals and organization for their contribution to our parade and to our community. Thank you so much for your support to our city. Happy New Year to you and to your family. Thank you. Good morning. It's only appropriate that we are here celebrating Tết on Bosa, right here in front of Phuc Lộc Thọ Asian Garden Mall. This is the birthplace of Little Saigon everywhere in the world. And we are here in the capital of the Vietnamese American community everywhere. Welcome and Happy New Year. For those of us who have lived in Orange County since the mid-70s, it is very reminiscent to be here looking out across the street at the locations of some of the earliest businesses that give us our start as a community. And for the City Council in Westminster to continue the history, the tradition of maintaining our heritage and to put on and organize the annual Tết Parade here is only appropriate, and we should thank the City Council for their heroic act of keeping the parade here in Westminster. During the new year, I would like to wish all of you a prosperous new year and
2020 marks the beginning of a new decade, and I believe that all of us in the County of Orange and the City of Westminster and the Vietnamese community, we will go forth and have a very prosperous decade. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, kính thưa quý quan khách và đồng hương, hôm nay ngày đầu năm của Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020, trong giờ phút thiêng liêng, với tư cách Phó Chủ tịch của Hội đồng Giám sát Quận Cam, chúng tôi xin gửi đến quý vị cùng toàn thể đồng hương khắp nơi tại hải ngoại, cũng như đồng bào trong nước, đặc biệt là Quận Cam, lời chúc Tết đầu năm tốt đẹp nhất. Một mùa Tết nữa đã tới với chúng ta. Như hàng năm, hàng vạn đồng hương đã tập họp nơi đây để thưởng lãm một cuộc diễn hành Tết tại thành phố Westminster, là thủ đô tinh thần của người Việt tự do. Một cuộc diễn hành mang đầy sắc thái đoàn kết và tràn đầy những ước vọng của những người Mỹ gốc Việt đang xây dựng một cộng đồng ngày càng lớn mạnh và phú cường. Trong cương vị tư lệnh của cuộc diễn hành Tết Westminster 2020, chúng tôi hoan nghênh việc làm của ban tổ chức diễn hành, Thị trưởng Tạ Đức Chí, Phó Thị trưởng Kimberly Hồ và Nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí trong việc tổ chức cuộc diễn hành Tết năm nay. Cùng nhau, chúng ta quyết tâm trưng bày và bảo tồn một nền văn hóa cổ truyền tốt đẹp từ nhiều ngàn năm của ông cha chúng ta truyền lại từ các thế hệ trước. Chúng ta cũng hãnh diện giới thiệu với các cộng đồng bạn tại Quận Cam một hội chợ Tết và một diễn hành mang đầy đặc tính nhân bản Việt Nam. Trong ngày vui, chúng ta cũng quyết tâm đoàn kết trợ lực cho các người dân trong nước đấu tranh sớm được tự do và dân chủ, đất nước vẹn toàn, lãnh thổ và lãnh hải. Và đặc biệt năm nay, chưa bao giờ sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta tại Quận Cam được cần thiết như ngày nay. Chúng ta đang đứng trước những thử thách chính trị cam go hơn bao giờ hết. Sau bao nhiêu tháng sửa soạn, chúng tôi xin chính thức loan báo cuộc diễn hành Tết bắt đầu, và một lần nữa xin thành thật cảm tạ ban tổ chức, thị trưởng, phó thị trưởng và nghị viên cùng toàn thể thành phố Westminster đã hợp tác chặt chẽ với văn phòng chúng tôi và Quận Cam trong việc tổ chức cuộc diễn hành Tết quy mô này. Trước thềm năm mới, xin kính chúc đồng hương dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Cảm ơn quý vị. Lúc này chúng tôi xin được mời Phó Thị trưởng Kimberly Hồ, người đã có trách nhiệm mang lại được cho chúng ta một sự yểm trợ của một hãng nổi tiếng nhất trong nước Mỹ, đó là hãng Disneyland. Bà đã mang tới được hãng Disneyland để là một trong những người cơ quan để yểm trợ cho chợ Tết của chúng ta và cũng như là của diễn hành. Chúng tôi xin mời Phó Thị trưởng của thành phố Westminster, bác sĩ Kimberly Hồ. Ladies and gentlemen, today we gather here to celebrate one of the most important holidays according to our traditional culture, the Lunar New Year, 40 AD. This year, the year of the rat, is the year when the Trung sisters, our first hero, gained independence for our country. Also, today is the first time our city will celebrate the new year with new spirit, the spirit of unity, grace, and compassion. I want to take this opportunity to thank all of our sponsors of the parade, particularly Disneyland. This is the first time Disneyland has participated in our parade. Today, we will have Mickey Mouse as our children's grand marshal and its ambassador. I wish you happy, healthy, and prosperous New Year. Enjoy the festivities. Thank you. Yay!
Và kính thưa toàn thể quý vị, tiếp nối sau đây, đại diện cho các quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo trong ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời giáo sư Nguyễn Thâm Dầu, Phật giáo Hòa Hảo và chánh trị sự Hà Vũ Bằng, Cao Đài Giáo, và hai ngài cũng là trong thành viên của Hội đồng Liên Tôn tại quận Cam, và giáo sư Nguyễn Thâm Dầu là chủ tịch của Hội đồng Liên Tôn. Chúng con xin kính mời hai ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân ngày đầu năm Canh Tý, chúng tôi xin thay mặt cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại miền Nam California và tại hải ngoại cầu nguyện chư Phật, các đấng thiêng liêng hãy hộ trì cho tất cả đàn con Việt đang lưu vong nơi hải ngoại có một đời sống bình yên, tất cả mọi người đều thành đạt trên công việc của mình, và đặc biệt không quên cội quên nguồn, luôn hướng về quê hương để giữ gìn những văn hóa cổ truyền tốt đẹp của dân tộc. Trong đó có những ngày thể hiện tinh thần văn hóa, có cuộc diễn hành cũng như các hội chợ Tết. Những điều đó nhắc nhở cho hậu duệ con cháu của chúng ta luôn luôn nhớ về những gì cao quý của dân tộc. Chúng tôi cũng cầu nguyện ơn trên chư Phật và các đấng thiêng liêng hãy hộ trì cho người dân tại hải ngoại luôn luôn biết thương yêu đoàn kết nhau, và Little Sài Gòn sẽ là một biểu tượng tự do ngoài Việt Nam hiện giờ đang bị cai trị bởi một chế độ độc tài đảng trị. Nhân ngày đầu năm, chúng tôi cầu nguyện cho tất cả các vị dân cử, các vị đại diện cho các đoàn thể hội đoàn được dồi dào sức khỏe để phục vụ cho tha nhân. Và nhân này chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho tất cả chiến binh Hoa Kỳ, trong đó có con em của chúng ta đang ngày đêm chiến đấu trên toàn thế giới cho tự do dân chủ, đem lại an bình cho nhân loại, họ luôn luôn được may mắn. Và chúng con cũng thành tâm nhờ ơn trên hộ trì cho các nhà tranh đấu, các tù nhân lương tâm chân cứng đá mềm đi tới đích cuối cùng, để cho Việt Nam có thực sự tự do, dân chủ và nhân quyền. Xin ơn trên hãy chứng giám và hộ trì cho tất cả chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa tất cả chư quý vị, tôi chánh trị sự Hà Vũ Băng xin đại diện cho Châu Đạo Cao Đài California. Trước hết, trước thềm năm mới Canh Tý, chúng tôi xin gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị có được sức khỏe dồi dào và tinh thần sáng suốt để phục vụ cho đất nước, quê hương và dân tộc. Và sau đây thì chúng tôi cũng xin dâng lời cầu nguyện lên Đức Chí Tôn Đấng Cha Lành của nhân loại và Đức Phật Mẫu Bà Mẹ Chung Thiêng Liêng của tất cả chúng ta. Xin ban ân lành cho tất cả mọi người chúng ta năm mới Canh Tý có được sức khỏe dồi dào, tinh thần đoàn kết thương yêu để phụng sự
cho một lý tưởng cao cả là tự do, dân chủ và nhân quyền. Chúng tôi cũng xin cầu chúc cho đất nước Việt Nam sớm có được tự do, dân chủ, nhân quyền để cho người dân Việt Nam có được một đời sống ấm no, hạnh phúc. Và chúng tôi cũng xin dâng lời cầu nguyện cho tất cả những vị dân cử, dân biểu, đại diện chính quyền các cấp có được một sức khỏe thật dồi dào và tinh thần thật sáng suốt để phục vụ cho tất cả những cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói riêng và phục vụ cho tất cả người dân ở tại đất nước Hoa Kỳ và cũng như là các vị dân biểu, dân cử ở tại thành phố Westminster luôn luôn có được sức khỏe dồi dào, tinh thần sáng suốt và đủ đầy nghị lực để tiếp tục con đường phục vụ trong thời gian suốt 40 năm qua được cái thành phố Little Sài Gòn được lúc nào cũng vững mạnh, đoàn kết, thương yêu. Và một lần nữa trước thềm năm mới, chúng tôi xin kính chúc tất cả có được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và chúng tôi xin chân thành kính chúc Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin được trân trọng cảm ơn hai ngài. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối sau đây, chúng tôi xin trở lại với phần giới thiệu với MC Julie Đan Vy. Và kính thưa quý vị, Đan Vy thấy các em đội khăn đống, mặc áo dài, trang phục truyền thống Việt Nam rất là đẹp, rất là dễ thương. Và bây giờ Đan Vy xin mời em Evelyn, đây là thiếu nhi của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, xin trình bày một nhạc phẩm cho quý vị thưởng thức. Và Đan Vy xin mời em Evelyn. Dạ, kính thưa quý khán thính giả và các bạn đang xem chương trình diễn hành Tết hôm nay. Con tên là Evelyn Minh Tuyết Vũ, con đến từ thiếu nhi câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Năm mới đến rồi, con cùng các bạn muốn trước hết chúc tất cả quý khán thính giả và các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và bình an. Kính thưa quý khán thính giả, sông núi nước Nam, vua Nam ở, rành rành định phận ở sát trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Theo con được biết, đây là bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của người Việt Nam chúng ta, nối gốc ông cha và người dân Việt Nam bao đời. Thầy Cao Minh Hưng đã giúp cho chúng con ôn lại các giai đoạn lịch sử hào hùng của người dân Việt, từ thời vua Hùng dựng nước đến đời vua Quang Trung qua nhạc phẩm Việt Nam Hùng Sử Ca. Sau đây, con chỉ mời quý khán thính giả và các bạn cùng thưởng thức màn trình diễn hết sức đặc biệt và hào hùng của các bạn đến từ thiếu nhi câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ qua nhạc phẩm Việt Nam Hùng Sử Ca sáng tác của thầy Cao Minh Hưng. Xanh thành cùng chung tay.
Guys, what a great performance. Give another big applause for them. Woo! All right, coming up is the Firecrackers to celebrate our Thet Festival. We're going to have 7 dragons coming on out doing the traditional dragon dance. Start heading over to the Firecrackers and enjoy it. Head on over, get loud. Start heading over to the Firecrackers and enjoy a good show. Sau bên đó, ở đằng sau. Excuse me, sir. Come on, guys, let's give it some good energy. Let's get it going. Cho khi màn đốt pháo để bắt đầu cuộc diễn hành cho
năm 2020. Here are some of the sponsors for the fireworks today. We have Orange County Supervisor Andrew Dole, Mayor of Westminster City Tree Ta, Vice Mayor of Westminster City Dr. Kimberly Ho, Co-Chair of Little Saigon Westminster Dead Parade Win Quoc Lun, Co-Chair of Little Saigon Westminster Dead Parade David Vo, CEO of Get My Media, Regal Nails, owner of Asparagus Sion Marina, OC Health, Charlie Nguyen Manji and his lovely wife, and Alan Volford, Huang Nguyen, important fan, and Anthony Nguyen. And we also have attorney Lê Công Tâm, Quốc Việt Foods Tuấn and Hương, Dược Thảo Canh Tiên, Pechanga, Fountain Valley Regional Hospital, Kaiser Permanente, Sarah Hoàng Anh Linh, Annie Vu, and Ted Ngo, OC Health, and Michelle Steele. Guys, let's make some noise for these dragons up there. Come on. Woo-wee! Bảy con lên múa, có hai ông quý vị trên một tràng pháo tay thật lớn cho bảy con lên và hai ông đĩa. Và quý vị cũng đừng ngại gì mà cho bảy con lên này lì xì nhé, để cho chúc mừng năm mới. Guys, we need some more energy. You guys can get up on the bleachers, stand up, get warm, start shaking it. Wang Ye Dun Lin, Mulan.
phần diễn hành chuẩn bị cho các đội diễn hành sắp sửa tiến lên, thưa quý vị. Và cuộc diễn hành ngày hôm nay sẽ được trực tiếp phát sóng trên hệ thống television cũng như trang mạng như littlesaigontv.com, myostv.com, N10TV, TNP Channel, tức Trần Nhật Phong Channel và Việt Face TV. Hey guys, everybody get to the front. We're going to start doing the ribbon cutting in just a little bit. Big round of applause for the Dragon Dance. Everybody get up, big round of applause. Start heading in the front. We're gonna start doing the ribbon cutting in just a couple moments, minutes here. Now here are some of the ceremony entities for today. We have attorney Wheaton Quitlun, David Vole, Charlie Wheaton Munchie and his lovely wife, Alan Vole Ford, Flyle Wheaton, Nguyen Phan, Anthony Nguyen, Orange County Supervisor Andrew Dole, Mayor of Westminster City Tree Ta, Mayor, Vice Mayor of Westminster City Dr. Kimberly Ho, owner of Quốc Việt Food An, Nguyen Wheaton by Teresa Hung Wheaton, Attorney Lê Kong Thum, Attorney Chun Tai Van, and Margie Rice and Kachi Bouchos of Asian Garden Mall Manager. Then we also have Trung Nguyen and Thuy Vi Ngọc Nữ, owner of AVA TV, Dược Thảo Canh Tiên, Starbright and Bright Vita representative, Pachanga representative, Fountain Valley Regional Hospital representative, Sarah Da Hoàng Anh Linh, Kaiser Permanente representative, GBC Bank representative, Quốc Dương Studio, Beauty Supply For You representative, Tâm Nguyễn Temple Indio, Annie Vu and Ted Go, and Michelle Steele. Và trước mặt quý vị, ngay để chuẩn bị cho phần cắt băng thấm thầm thì quý vị đã thấy chúng tôi đã mời tất cả các quý vị quan khách và các quý vị dân cử có mặt trong ngày hôm nay đang chuẩn bị để bắt đầu cắt băng thấm thầm buổi Tết diễn hành trong ngày hôm nay. Hầu hết là các thành phần trong ban tổ chức. Và chúng tôi sẽ đếm nhé. Yeah. Count. Yeah. Ready? 3, 2, 1. Woo! Cảm ơn tất cả các quý vị. Và bây giờ thì xin kính mời quý vị chuẩn bị cho đội diễn hành cũng như là các quý vị có thể trở về chỗ ngồi. Và thưa quý vị, trong phần đầu của chương trình thì mình muốn lên đốt pháo và đã cắt băng thánh thành như vậy rằng là trong năm đầu năm năm Canh Tí với hai sứ công nghệ trẻ Tony Pha và Julie. Bây giờ thì cô phụ cái tên mới là Julie. Thank you.
và quý vị bảy con lên đã qua khán đài. Và tiếp theo quý vị xin hướng về hai lá cờ để vinh danh hai đại kỳ Mỹ Việt. And now we have the American and the Vietnamese flag to honor the great flags. Big round of applause for the flag carriers, everybody. Big round of applause. To conduct community service. Công ty Disneyland Resort hoan hỷ tham dự cuộc diễn hành Tết Canh Tí năm nay của thành phố Westminster. Con chuột nổi danh Mickey Mouse hân hạnh được tước hiệu tư lệnh diễn hành thiếu nhi và tham dự có đại sứ của Disney ông Justin Graham. Cả hai hy vọng sẽ nhanh chóng gặp lại quý vị tại khu Disneyland. The Disneyland Resort is excited to be participating in this year's Westminster Fed Parade. Mickey Mouse is honored to be named the Children's Grand Marshal. Joining Mickey Mouse today is Disney Ambassador Justin Rapp. We both hope to see you soon at the Disneyland Resort to celebrate Lunar New Year happening now. Đoàn diễn hành từ trường trung học Uncavin, lãnh đạo bởi đạo diễn Lonnie Michelle và drum major Emma Hoy tổ chức đến từ thành phố Westminster. The Umbrella Mandalorian and Umbrella Drill là do sinh viên điều hành và tất cả các thành viên đều biết chơi nhạc cụ. Dàn nhạc này đã được trình diễn tại các địa điểm âm nhạc nổi tiếng. Dàn nhạc bao gồm 70 người với nhiều thành viên có thể chơi nhiều số nhạc cụ. Led by director Lonnie Bissell and drum major Emma Hoyne, this fine organization is from a very own city, Westminster. The Umbrella Banner Line and the Umbrella Drill Team are student-run and all the members play musical instruments. This organization not only stresses excellence in musicianship and self-discipline, but also high academic standards. Tác cùng với ông là phu nhân và chánh án hình sự Cherry Phạm,
và hai ái nữ Aline và Rhiannon. Giám sát viên Andrew Đỗ là người tiên phong trong nỗ lực giúp những người vô gia cư có nơi ăn trốn ở, xây cất nhà giá phải chăng, chữa trị các bệnh tâm thần và chống lại nạn nghiện ngập. Ông là người hiện đang xúc tiến xây dựng nghĩa trang cho cựu quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tại quận Cam. Về phương diện văn hóa, ông đã xây dựng tại Đức Thanh Trần Hương Đạo tại công viên My Square. Ông xây dựng tại sảnh đường Tự Do. The Grand Marshal this year is Orange County Vice Chairman Andrew Doe, who represents the first district cities of Garden Grove, Fountain Valley, Santa Ana, and Westminster, and unincorporated Midway City. Vice Chairman Doe is accompanied by his wife, Judge Cherry Pham, and daughters Eileen and Rhiannon. Vice Chairman Doe is leading regional efforts to house the homeless, build affordable housing, treat mental illness, and fight drug abuse. He is proud to represent the first district and wishes you a happy Lunar New Year. Một đoàn pháo tay thiêng liêng trong đơn đội diễn hành và đằng trước mặt của chúng ta, đó là đoàn xe của giám sát viên Andrew Đỗ cũng như là chánh án quận Cam và Jerry Phạm, thưa quý vị, cùng với lại gia đình. Và tiến hành trước mặt của chúng ta chuẩn bị sẽ là đội diễn hành Phượng Chưa Thay Tờ. Thấy rồi, thị trưởng và đất trí của thành phố Westminster. All right, coming in right behind is Westminster Mayor Tree Todd. She joined the Westminster City Council in 2006 and was re-elected in 2010 and 2014 and 2016 and 2018. He is serving as the first Vietnamese American elected mayor in the nation. Mayor Ta is committed to improving the quality of life for all Westminster residents. Most importantly, he is devoted husband to his wife, An Duong, and father of two lovely daughters, Tri An and Tri Mi. Now he and his family would like to wish everybody a happy and a healthy new year. Và thưa quý vị, trước mặt quý vị đây ngay khán đài, đó là của Hội đồng thành phố Westminster mà người đầu tiên là thị trưởng Tạ Đức Trí đã làm việc trong Hội đồng thành phố Westminster vào năm 2006 và ông đã tái đắc cử vào năm 2010 cũng như 2014, 2016 và gần đây đó là năm 2018. Trên xe, ông là thị trưởng người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ và gia đình ông cũng nhân nơi đây để xin gửi lời chân thành chào đến mọi người trong một năm mới dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Xin quý vị một tràng pháo tay cho đoàn xe của thị trưởng Tạ Đức Trí trong Hội đồng thành phố Westminster và kế tiếp đó là... All right, right behind we have Dr. Kim Lee Ho is with her husband, Dr. Daniel, and their sons, Weston and Justin. Dr. Kimberly Ho is the first Vietnamese-American woman elected to the Westminster City Council. She was elected by her colleagues to serve as vice mayor in December 2018. Dr. Kimberly has been doing business in the city of Westminster for 30 years and is the CEO of Apogee International, a skin aesthetic company. Và Phó Thị trưởng Kim Lee Ho đắc cử năm 2016 và bác sĩ Kim Lee Ho là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm nghị viên và phó thị trưởng của thành phố Westminster. Và ngoài ra bà cũng là CEO của công ty dược mỹ phẩm Apogee International và bà đã có hơn 30 năm kinh nghiệm về ngành thẩm mỹ về da. Và bên cạnh bà là phu quân Dr. Daniel và hai cháu Weston và Justin. Một tràng pháo tay thiệt lớn tiếp nối cho đoàn xe của phó thị trưởng bác sĩ Kim Lee Hồ, thưa quý vị. Và kế tiếp là đoàn xe của nghị viên Sergio Contreras, thưa quý vị. Và trên xe là cùng với lại gia đình để tháp tùng. Và nghị viên Sergio Contreras là nghị viên của Hội đồng thành phố Westminster. Ông đã phục vụ cộng đồng của chúng ta trong suốt 20 năm qua và được bầu vào Ủy ban Vệ sinh Midway City vào tháng 12 năm 2018. Và gia đình ông nhân đây cũng gửi lời chúc Tết đến cho tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm nay. All
Westminster Council Member Sergio Contreras was raised and educated in Westminster and graduated from Westminster High School. Sergio served as Westminster's School Board President and has been supporting and serving our community for nearly 20 years. Now, Contreras was honored to be elected to the Midway City Sanitary District Board in December 2018. Contreras and his wife, Adriana, daughter Chloe, and son Sergio all wish you a happy and a healthy new year, and to also wish for freedom, human rights, and democracy for Vietnam. All right, coming up next, with over two decades of dedicated public service and distinguished career as a police officer, Councilmember Ty Noel aspires to continue his duty to the community and serve the people of the great city of Westminster. He has lived in Westminster for the last 17 years. A big round of applause for everybody coming down. Trường và trong cộng đồng bằng cách tăng khả năng tiếp cận với giáo dục và chăm sóc sức khỏe chất lượng. Họ cần sự giúp đỡ của quý vị để gây quỹ xây dựng một trung tâm cộng đồng nơi trẻ em có cơ hội giao tiếp và phát triển các khả năng cần thiết để hòa nhập vào cộng đồng và trở thành thành viên hữu ích của xã hội. Wow, trước mặt chúng ta có rồng chạy quanh trong năm con chuột, thưa quý vị. Dễ thương, xin các bạn một tràng pháo tay cho đội hình. Wow, for the dragon dancers, everyone. Và bây giờ trước mặt chúng ta sẽ là
stationed at the Joint Forces Training Base in Los Alamitos, California, and is under the command of Major Frank Piambo. Also marching today is the 26th CAV mascot, Private First Class Angel. Xin vui lòng chào mừng lực lượng bảo vệ bang California, được đại diện bởi đội biệt kích hỗ trợ kỵ binh thứ 26. Thứ 26 đóng tại căn cứ huấn luyện của lực lượng chung ở Los Alamitos, California và nằm dưới sự chỉ huy của thiếu tá Frank Kiempo. Cũng diễn hành hôm nay là linh vật khoan thứ 26, tư nhân hạng nhất Thiên Thần Hội. Big round of applause for everybody. Let's make some noise, guys. Let's get loud for these guys. And up next, we have Thanh Long Scout Troops. They are a Vietnamese-American scout founded on November 23rd of 2005 in Little Saigon with 92 delegations aged 6 to 21 years old, led by 14 leaders, including Representative Le Thuy Canh Van. Thanh Long Scout Troop has served the community and educated second-generation Vietnamese youth in the U.S. Liên đoàn Thanh Long là đoàn hướng đạo người Mỹ gốc Việt thành lập ngày 23 tháng 11 năm 2005 tại Little Saigon, có 92 đoàn sinh tuổi từ 6 đến 51 thuộc các đơn vị sau: Ấu đoàn Trần Quang Diệu, Thiếu đoàn Bùi Thị Xuân, Thiếu đoàn Nguyễn Huệ, Thanh đoàn Bắc Bình Vương, Hải đoàn Trần Đức Đạo, với khẩu hiệu sắp sẵn được hướng dẫn bởi 14 trưởng với đại diện là trưởng Lê Thụy Khánh Vân. Liên đoàn Thăng Long đã có rất nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng giáo dục thanh niên người Việt thế hệ thứ hai tại Mỹ. Qua 15 hoạt động, liên đoàn đã đào tạo 20 nam hướng đạo đại bàng, 16 nữ hướng đạo hoàng kim và được nhiều bằng khen của Hội Hướng đạo Hoa Kỳ. Liên đoàn Thăng Long. Vâng, thưa quý vị, thắp hương cùng với lại các trưởng và các hướng đạo sinh liên đoàn hướng đạo Thăng Long đã làm một cái thuyền phải không thưa anh Quang Thị? Đúng như vậy ạ, giúp cho tất cả các em không những là về trí thể và đức dụng. Và đoàn kế tiếp đang từ từ bước đến khán đài. Đó là trong lúc chờ đợi thì quý vị có còn lạnh không, hay là quý vị ấm lên rồi, quý vị có lạnh không? Nếu mà lạnh thì quý vị đứng gần với nhau và quý vị đi một cà phê uống. And up next, we have first elected to the Orange County Board of Supervisors in 2014 and re-elected in 2018, Michelle Steele represents the residents of the 2nd District. Michelle is a successful businesswoman and renowned taxpayer advocate for the people. She was previously elected as vice chairman of the State Board of Equalization, where she represented more than 8 million people in Southern California, including all of Orange County. As one of the state's 12 constitutional officers at the time, Michelle was the highest ranking Korean American elected official in the United States. Just last week, her colleagues unanimously elected her as chairman of the Board of Supervisors for 2020. Michelle wishes everyone a happy year of the rat. Michelle Steele đại diện cho cư dân quận 2. Michelle được bầu vào hội đồng giám sát quận Cam vào năm 2014 và được bầu lại năm 2018. Michelle là một nữ doanh nhân thành đạt và ủng hộ người đóng thuế nổi tiếng cho người dân. Trước đây bà đã được bầu làm phó chủ tịch hội đồng cổ phần hóa nhà nước, nơi bà đại diện hơn 8 triệu người ở Nam California, gồm tất cả quận Cam, là một trong những sĩ quan hiến pháp bang 12 vào thời điểm đó. Michelle là quan chức được bầu chọn là người Mỹ gốc Hàn cao nhất Hoa Kỳ. Mới tuần trước, các đồng nghiệp của cô nhất trí bầu cô làm chủ tịch ủy ban kiểm soát cho năm 2020. Michelle chúc mọi người năm tuổi Tý thật hạnh phúc. All right, guys, let's keep that energy going. Up next, it's our pleasure to have with us Orange County's top prosecutor, District Attorney Todd Spitzer. The Orange County District Attorney's office consists of hundreds of prosecutors fighting each day to keep our communities safe and to make sure that we fight against communism in Orange County. He's dedicated his life to keeping Orange County safe. You saw him as Orange County Supervisor, a former California State Assembly member, and now Orange County District Attorney.
Ladies and gentlemen, this is Todd Spencer. Give it up for him. Và thưa quý vị, khi mà thấy hình ảnh và giám sát viên Michelle Steele cầm lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Thank you.